Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập lịch sử 7 trang 30-32, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chương 4. Đất nước dưới thời các vương triều Ngô Đinh Tiền Lê năm 939-1009. Bài 9. Đất nước buổi đầu độc lập năm 939 đến năm 967. Phần A lớn trắc nghiệm bài tập số 1. Hãy xác định phương án đúng. 1.1. Ý nào không phản ánh đúng việc làm của Ngô Quyền để khôi phục nền độc lập dân tộc? A. Bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc. B. Xưng vương. C. Đóng đô ở Cổ Loa. D. Đặt tên nước. Như vậy ở bài tập số 1, 1.1 các em lưu ý ở đây. Ý nào không phản ánh đúng việc làm của Ngô Quyền để khôi phục nền độc lập dân tộc. Thì năm 939 sau khi chiến thắng Bạch Đằng thì Ngô Quyền đã bỏ chức tiết độ sứ Xương Vương và đóng đô ở Cổ Loa Hà Nội. Như vậy, ý không phản ánh đúng việc Ngô Quyền để làm để mà khôi phục nền độc lập dân tộc đó là đặt tên nước. Như vậy các em sẽ phân tròn phần D. Tiếp theo 1.2, những việc làm của Ngô Quyền đã thể hiện điều gì? A. Tư tưởng cát cứ. B. Tinh thần độc lập tự chủ. C. Sự thần phục đối với nhà Nam Hán. D. Sự phục hưng mạnh mẽ của dân tộc. Thì những cái việc làm của Ngô Quyền thể hiện việc cái nền độc lập được khẳng định tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này. Như vậy những cái việc làm của Ngô Quyền đã thể hiện tinh thần độc lập tự chủ. Như vậy 1.2 các em chọn B. Tiếp theo 1.3, những việc làm của Ngô Quyền có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước? A. Đánh dấu quá trình dựng nước bắt đầu. B. Nền độc lập dân tộc được khẳng định. C. Tạo ra nền tảng cho công cuộc phát triển đất nước sau này. D. Nền độc lập dân tộc được khẳng định và tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này. Như vậy, những cái việc làm của Ngô Quyền có ý nghĩa đối với đất nước đó là nền độc lập dân tộc khẳng định và tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này. Như vậy 1.3 các em chọn D. 1.4, sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào tình trạng cát cứ của 12 sứ quân vì A. Sự xúi dục và hỗ trợ của nhà Nam Hán. B. Chính quyền trung ương nhà Ngô suy yếu. C. Đời sống khổ cực nên nhân dân các nơi đã nổi dậy đấu tranh. D. Các quan lại ngoại thích lộng quyền. Như vậy, sau khi Ngô Quyền mất thì đất nước rơi vào tình trạng cát cứ của 12 sứ quân là vì chính quyền trung ương nhà Ngô suy yếu. Như vậy 1.4 các em chọn B. Tiếp theo 1.5, để dẹp yên các sứ quân, chấm dứt tình trạng cát cứ, Đinh Bộ Lĩnh đã áp dụng biện pháp nào? A. Biện pháp vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. B. Biện pháp cứng rắn. C. Biện pháp thuyết phục. D. Biện pháp mềm dẻo. Như vậy để dẹp yên các sứ quân thì để mà chấm dứt tình trạng cát cứ, Đinh Bộ Lĩnh đã áp dụng biện pháp đó là biện pháp vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. Tức là với cái tài năng của mình lại được nhân dân ủng hộ nên Đinh Bộ Lĩnh đã đánh đâu thắng đó và được tôn làm
Vạn Thắng Vương trong 2 năm 966 đến năm 967 thì bằng các biện pháp vừa mềm, dẻo vừa cứng rắn thì ông đã lần lượt dẹp yên các sứ quân. Như vậy 1.5 các em chọn A. 1.6 Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào? A. Đập tan tư tưởng cát cứ chia rẽ. B. Thống nhất đất nước tạo tiền đề để xây dựng và phát triển đất nước về sau. C. Khiến phong kiến Trung Quốc phải kiêng nể. D. Tạo điều kiện để mở rộng lãnh thổ đất nước. Thì với các biện pháp vừa mềm dẻo vừa cứng rắn thì ông đã lần lượt dẹp yên các sứ quân, chấm dứt tình trạng cát cứ, thống nhất đất nước và sau đó lập ra nhà Đinh. Như vậy những cái việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa đó là thống nhất đất nước, tạo tiền đề để xây dựng và phát triển đất nước về sau. Như vậy 1.6 các em chọn B. Tiếp theo bài tập số 2, hãy xác định câu đúng hoặc là sai về nội dung lịch sử. A. Chính quyền trung ương dưới thời Ngô do vua đứng đầu, nhà vua có quyền quyết định mọi việc ở trung ương. Rồi B. Thời Ngô dưới vua có các quan văn võ phụ trách từng công việc. C. Thời Ngô ở địa phương vua giao cho các tướng lĩnh trấn giữ các châu quan trọng. D. Thời Ngô tổ chức chính quyền từ trung ương đến địa phương được xây dựng hoàn chỉnh. E. Thời Ngô đất nước được yên bình, văn hóa dân tộc được chú ý khôi phục. Như vậy chúng ta sẽ xác định các câu nào đúng, các câu nào sai về nội dung lịch sử. Thì chính quyền mới được thành lập do vua là người đứng đầu có quyền quyết định mọi việc, nhưng dưới vua sẽ có các quan văn võ phụ trách từng công việc. Như vậy ở câu A, chính quyền trung ương thời Ngô, dưới thời Ngô do vua đứng đầu, nhà vua có quyền quyết định mọi việc ở trung ương. Như vậy câu này là đúng hay là sai? Là sai. Rồi B. Thời Ngô dưới vua có các quan văn võ phụ trách từng công việc là đúng. Rồi C. Thời Ngô ở địa phương vua giao cho các tướng lĩnh trấn giữ các châu quan trọng là đúng. Rồi tiếp theo C, cô xin lỗi D. Thời Ngô tổ chức chính quyền từ trung ương đến địa phương được xây dựng hoàn chỉnh. Như vậy câu này là sai. Tiếp theo E, thời Ngô đất nước được yên bình, văn hóa dân tộc được chú ý khôi phục là đúng. Tiếp theo bài tập số 3, hãy vẽ và hoàn thiện sơ đồ bộ máy tổ chức thời Ngô theo mẫu dưới đây. Trung ương, địa phương, trung ương thì có vua, đứng đầu là vua, rồi dưới vua thì có nè. Do vua đứng đầu có quyền quyết định mọi việc, dưới vua thì có các quan văn võ phụ trách từng công việc, còn ở địa phương thì vua giao cho các tướng lĩnh trấn giữ các châu quan trọng. Như vậy ở đây số 1 ở đây dưới vua thì có là quan văn rồi
Quan Võ. Rồi, tiếp theo địa phương thì sẽ có là Thứ Sử, Cát Châu. Tức là ở địa phương thì vua giao cho các tướng lĩnh trấn giữ các châu quan trọng. Rồi tiếp theo bài tập số 4. Hãy xác định ý trả lời đúng về nguyên nhân Đinh Bộ Lĩnh chấm dứt được tình trạng cát cứ của 12 sứ quân thống nhất đất nước. A. Do đáp ứng yêu cầu khách quan của đất nước. B. Đinh Bộ Lĩnh là vị thủ lĩnh có tài lại được nhân dân ủng hộ. C. Thế lực của các sứ quân đã suy yếu. D. Đinh Bộ Lĩnh có đội quân đông và được trang bị vũ khí đầy đủ. Như vậy chúng ta sẽ xác định cái ý trả lời đúng về nguyên nhân Đinh Bộ Lĩnh chấm dứt được tình trạng cát cứ của 12 sứ quân thống nhất đất nước. Thì sau khi Ngô Quyền mất thì chính quyền nhà Ngô đã suy yếu nhanh chóng. Nhân cơ hội đó thì các thế lực hào trưởng địa phương đã nổi lên. Thì mỗi người chiếm một vùng tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau các thế lực sứ quân suy yếu. Thì trong hoàn cảnh đó với tài năng của Đinh Bộ Lĩnh thì lại được nhân dân ủng hộ nên Đinh Bộ Lĩnh đã đánh đầu thắng đó. Như vậy ở đây, nguyên nhân Đinh Bộ Lĩnh chấm dứt được tình trạng cát cứ của 12 sứ quân đó là do đáp ứng yêu cầu khách quan của đất nước nè. Rồi Đinh Bộ Lĩnh là một cái vị thủ lĩnh có tài lại được nhân dân ủng hộ. Rồi thế lực của các sứ quân đã suy yếu. Như vậy chúng ta có ba nguyên nhân Đinh Bộ Lĩnh đã chấm dứt cái tình trạng cát cứ của 12 sứ quân. Rồi tiếp theo, B lớn tự luận, bài tập 1. Có ý kiến cho rằng Ngô Quyền đã khẳng định được nền độc lập của dân tộc và tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? Thì cái ý kiến Ngô Quyền đã khẳng định được nền độc lập của dân tộc và tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này là đúng, là bởi vì Ngô Quyền đã lãnh đạo quân ta đánh bại quân xâm lược Nam Hán năm 938, kết thúc hơn 1.000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc. Sau chiến thắng thì ông đã bắt tay vào xây dựng nền độc lập, bỏ chức tiết độ sứ xưng vương, xây dựng chính quyền mới, tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc xây dựng đất nước độc lập tự chủ sau này. Tiếp theo bài tập số 2, những cái việc làm của Ngô Quyền sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có gì khác với những việc làm của Khúc Thừa Dụ sau khi khởi nghĩa thành công năm 905? Thì những cái việc làm của Ngô Quyền sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 khác với Khúc Thừa Dụ sau khi khởi nghĩa thành công năm 905 là việc làm của Ngô Quyền thì ở đây việc làm của Khúc Thừa Dụ thì là Khúc Thừa Dụ tự xưng là tiết độ sứ, còn việc làm của Ngô Quyền sau khi khởi nghĩa thành công đó là Ngô Quyền bỏ chức tiết độ sứ xưng vương và
đóng đô ở Cổ Loa. Tiếp theo bài tập 3, hãy cho biết suy nghĩ của em về Đinh Bộ Lĩnh và công cuộc thống nhất đất nước của ông. Thì Đinh Bộ Lĩnh là một người tài giỏi được nhân dân ủng hộ. Ông đã có công lao to lớn trong việc chấm dứt tình trạng cát cứ của 12 sứ quân, hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập lịch sử lớp 7 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy ấn like và chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.